Cái chết thương tâm của bé trai 4 tuổi vì sặc rau câu vừa xảy ra như một hồi chuông cảnh tỉnh về sự cẩn trọng khi sử dụng sản phẩm này. Rất nhiều vụ tương tự đã từng xảy ra nhưng vẫn còn quá nhiều điều cần phải chấn chỉnh. Sáng ngày 18 tháng 7, nhiều người dân tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn chưa hết bàng hoàng, thương xót trước cái chết của bé Nguyễn Cao Khang 4 tuổi do mắc nghẹn thạch rau câu. Người nhà nạn nhân cho biết bé Khang thích ăn rau câu nên mẹ bé đã mua một bịch rau câu ở chợ Bình Hòa. Khoảng 8 giờ sáng ngày 17 tháng 7, chị Sang lấy ra đút cho con trai ăn thì xảy ra sự cố trên. Dù được mọi người trong gia đình đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã Thuận An, tại đây các bác sĩ kết luận cháu Khang đã tử vong trước đó. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp trẻ tử vong do mắc nghẹn thạch rau câu. Vào năm 2009, bé Phạm Văn Hiển, 2 tuổi, ngụ Long Biên, Hà Nội cũng đã tử vong do mắc nghẹn thạch rau câu. Khi bé Hiển được gửi trẻ thì người trông giữ phát hiện bé trong tình trạng tím tái, khó thở. Gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Hay như trường hợp của một bé gái quê ở Bắc Giang, dù giữ lại được tính mạng nhưng bé gái này phải sống cảnh đời thực vật suốt đời vì mắc nghẹn thạch rau câu quá lâu. Mối nguy hiểm khi cho trẻ ăn thạch rau câu đã xảy ra nhưng cả nhà sản xuất và người bán, người mua vẫn chưa nâng cao cảnh giác khi sử dụng sản phẩm này. Theo khảo sát của chúng tôi, tại chợ Bình Hòa, nơi chị Sang mua thạch rau câu cho con trai ăn, bán đủ các loại hàng hóa. Bên cạnh đó, các loại rau câu hàng ngày còn được những người bán rong mang vào khu phố bán trực tiếp cho trẻ. Còn tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng buôn bán thạch rau câu khá nhộn nhịp. Rau câu được bày bán bắt mắt với đủ các loại màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng. Điều đáng chú ý, trên các sản phẩm thạch rau câu bán trên thị trường có ghi dẫn chứng nhưng những dòng chữ siêu nhỏ hầu như người dùng không hề để ý tới. Theo nhận định của các bác sĩ tại Viện Tai Mũi Họng Trung ương, thạch rau câu là loại thức ăn mát được nhiều trẻ ưa thích. Tuy nhiên, trẻ rất dễ bị hóc các loại thức ăn này. Những dị vật có góc cạnh thường khi bị hóc vẫn còn khe thở cho trẻ tiếp tục thở. Nhưng những vật tròn, trơn, nhẵn như thạch rau câu khi rơi xuống thanh quản thì càng khít, gây nghẹt thở càng nhanh. Để phòng tránh các tai nạn đáng tiếc do hóc thạch rau câu hoặc các dị vật khác, các bác sĩ tại Viện Tai Mũi Họng Trung ương khuyến cáo, hóc dị vật có thể xảy ra bất cứ lúc nào với trẻ, nên người lớn tuyệt đối không nên cho trẻ chơi, nhét các vật vào miệng. Khi cho ăn các loại trái cây thơ, trơn như nhãn, vải thì phải bỏ hạt, cắt nhỏ từng miếng. Đặc biệt là các thạch rau câu thì người lớn phải hết sức cẩn trọng, chia nhỏ từng phần trước khi cho trẻ ăn.